Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án với nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay. Các đối tượng đã lợi dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ cao như mạng xã hội Zalo, Facebook để tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với quy mô và số tiền đánh bạc lớn. Từ khoảng tháng 3 đến nay, các đối tượng Võ Thị Thùy Giang, Châu Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Pháp đã nhận bảng đề của các đối tượng chân rết trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 15 tỷ đồng.